Trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng nghe truyện ngắn hai kỳ của nhà văn Hồ Biểu Chánh mang tựa đề Hai Thà Cưới Vợ. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Phượng Dung và Nam Phong. Bà Hương Bảo Trì tuổi đã gần 60, già yếu cho nên thường hay có bệnh. Bà có đứa con là Hai Thà, tuổi mới 35, còn đang sung túc, cần mẫn việc ruộng rẫy, không bài bạc tử sắc. Con nhà làm ruộng mà giữ tính tình như vậy, dưới giàu không giàu thì cũng không đến nỗi nghèo khổ. Mà quả thật như vậy, Hai Thà mồ côi cha đã 10 năm rồi, một mình lo tảo tần, nuôi mẹ già, dựng sự nghiệp, đã mướn lại của thôn sáo mà làm 2 dây ruộng ở trên Bình Lạc, còn mướn thêm 3 thiên đất rẫy công điền ở Bình Thành mà làm nữa. Làm mấy năm ở trong nhà, có dư lúa ngàn, đã cất được một cái nhà ngói đỏ, 3 căn sông vách ván, coi rất đẹp mà lại có 3 con trâu, một cặp trâu lớn với một con trâu tơ mới giựt dàm mùa này. Thấy Hai Thà tính tình chân chất, lại tư phú phong, năm rồi làng có muốn cử làm thôn trưởng, nhưng Hai Thà từ chối, viện lẽ là mắc nuôi mẹ già và mắc lo làm ruộng rẫy. Người trong làng ai thấy Hai Thà làm ăn sân sẩn cũng đoán là anh ta trước sau gì cũng sẽ giàu to. Nào dè mưa gió không chừng, vận thời khó liệu, người đơn xung xăng bước tới, bỗng dưng trời xui gãy gánh giữa đường. Cấy vừa xong thì vợ Hai Thà có bệnh, tưởng là chỉ đau sơ sài rồi mạnh, té ra bệnh càng ngày càng nặng thêm, đau hơn một tháng rồi chết, để lại cho chồng cả một bầu ngao ngán với một đứa con gái 6 tuổi và một đứa con trai mới được 8 tháng mà thôi. Hai Thà vào ra hôm sớm, thấy hai đứa con côi cút thì càng thương tình vợ, càng thương con, bởi vậy cả ngày buồn hiu, không muốn nói, không muốn cười, thậm chí 3 con trâu cưng mà cũng không thèm ngó tới, bỏ mặc cho thằng Thảo là đứa nhỏ ở chăn trâu, muốn cởi đi ăn ở đâu thì tùy ý. Con Chỉ thì đã biết đi biết nói, lúc mẹ còn thì nó sẵn bẩn một bên mà chơi, bây giờ mẹ chết rồi thì tự nhiên nó đi theo cha mà nói tối ngày, bởi vậy Hai Thà chỉ coi tắm rửa cho nó, tối thì đem vô mùng dỗ cho nó ngủ, không có gì cực. Ngặt nổi thằng Đồ thì còn nhỏ quá, chưa dứt sữa mà không có mẹ, cho nên nó cằn nhằn tối ngày sáng đêm. Mai lúc này ruộng đã cấy xong, Hai Thà rảnh cho nên ở nhà với con, mà đàn ông thì không biết bồng con, dỗ con, bởi vậy bà Hương phải lãnh nuôi thằng Đồ, coi bộ bà mệt nhọc lắm, bởi vì không còn răng mà nhai được, bà phải tán cơm mà đút cho thằng nhỏ ăn. May là vợ của Hai Hồ gần có sữa nhiều, cho nên ban ngày thì bà bồng thằng Đồ qua cho nó xin bú thép vài ba lần được. Ngặt ban đêm thằng nhỏ khát sữa, bà không biết phải làm sao, cứ nấu cháo loãng rồi ép cho nó ăn, rồi ôm nó nằm ở trên võng mà hát ra rít sáng đêm để cho nó im tai cho nó ngủ. Một hôm Hai Thà mới lên tiếng than với mẹ mình. Không được, phải tính sao mới được má ơi, chứ kiểu này má cực với thằng Đồ như vậy đó, con sợ má đau đó, già mà phải thức sáng đêm không ngủ được thì làm sao má chịu nổi. Ây, má phải ráng chứ bỏ nó cho ai bây giờ. Ây, phải chi mà chị Hai Hồ chỉ chịu chỉ lãnh chỉ nuôi giùm á, thì con mang ơn chị dữ lắm. Chị đòi bao nhiêu tiền á, con cũng chịu hết trơn á. Nó nuôi thằng Đồ, rồi nó bỏ con nó cho ai? Lại nó có phải nghèo khổ hay sao nên ở dưới cho mình chứ con? Ây, thiệt là kẹt quá, nhưng mà con thấy má cực, con chịu không nổi. Bà Hương bảo suy nghĩ một hồi rồi bà mới thủng thẳng lên tiếng nói. Gia đạo của căn nhà bây giờ thì bề bộn lắm, con thì nhỏ, hồi trước thì bà còn mạnh khỏe còn giúp đỡ con được, bây giờ thì bà yếu rồi, rủi mai mốt đau ốm thì sao, cho nên bà nói là Hai Thà phải kiếm một nơi hiền đức để chấp nối, đặng có người trông coi ở trong ở ngoài mới xong. Hai Thà nghe mẹ nói thì nhíu mày, ngồi ngó sững ngọn đèn rồi thở dài mà đáp. Không được đâu má, con còn thương vợ con lắm, con không muốn cưới vợ khác đâu. Má con Chỉ thiệt là vợ hiền dâu nghĩa. Vì mạng số nó vắng giỏi, nó bỏ chồng bỏ con mà theo ông theo bà, má cũng thương cũng tiếc nó lắm chứ. Nhưng mà thương tiếc không đủ làm cho nó sống lại mà giúp con được. Nếu con thương nó
con muốn nó được vui lòng, nó chín suối á, thì con nên kiếm người khác mà nuôi giùm con nó là phải hơn đó con. Nhưng mà con sợ cưới người khác về rồi người ta không thương hai đứa nhỏ đó thì còn khổ nữa mà. Sao lại không thương? Hễ thương chồng á thì tự nhiên cũng thương con chồng chứ. Con nít mà, nó có làm giống gì mà ghét nó được. Trên đời này đó thì ít có người mẹ ghẻ nào mà biết thương con chồng lắm. Vợ con á thì nó bỏ con, nó đi theo ông theo bà. Thôi thì bây giờ con ráng con nuôi hai đứa nhỏ cho nó xong cho rồi. Lúc đó thằng Đồ nó khóc ré lên, cho nên bà Hương bảo phải hát mà ru nó, làm cho câu chuyện dứt nửa chừng. Rồi vào một đêm khác gặp Tiết Lập Đông, bà Hương ể mình ớn lạnh, hay thà không muốn cho mẹ nằm võng, cho nên anh ôm lấy thằng Đồ dỗ cho nó ngủ. Thằng nhỏ cứ nhè nhè khóc hoài, hay thà dỗ hết sức mà nó không chịu nín. Anh ứa nước mắt và nói lầm bầm: "Ôi giờ khổ quá, bây giờ ai mà chịu lãnh nuôi con tôi đó, giàu đòi 100 đồng á, tôi cũng mướn á." Lúa đã trổ rồi, đến mùa gặt á, con mắc ở ngoài đồng. Hay như rủi má đau bệnh mới thiệt là khổ á. Hai thà đưa mắt nhìn con và nước mắt chảy ròng ròng. Rồi thời gian trôi đi, tháng 11 trời trong gió mát, ngoài đồng lúa đang lâm đơm bông, có đám đã gần chín. Mới buổi sớm thì bà Tư phải ở dưới xóm Cái Nhồi, có việc lên xóm mới cho nên ghé vào thăm bà Hương là chị em quen thở nay. Bà thấy bà Hương đang ngồi đút cơm tán cho cháu nội ăn thì bà Tư phải mới lên tiếng nói: "Ây da, con hai nó mất, bỏ con nó lại cho chị nuôi, hay thiệt cực cho chị lung quá. Cực cũng phải chịu chứ bỏ cho ai bây giờ ạ chị. À, thằng hai phải cưới vợ khác, đặng có người nuôi con nó, chứ để cho chị nuôi thì cực chị lắm à. Ôi, đừng có nói chuyện cưới vợ khác, nó không có chịu đâu, nó sợ mẹ ghẻ không thương con nó. Thôi thì nó mướn người ta nuôi, nó có tiện mà sợ gì, mướn mắt một chút có lẽ người ta chịu lãnh về nuôi cho. Không có được đâu, nó thương con nó lắm, nó không chịu giao con nó cho họ đem về nhà họ nuôi đâu. Ây, kiếm người ở trong xóm mà cậy họ nuôi, đặng mỗi bữa mình tới lui coi chừng cho dễ. Trong xóm người khá thì họ không chịu nuôi, còn người nghèo như họ chịu thì mình sợ họ bỏ thằng nhỏ bò lăn bò lóc và tội nghiệp lắm chị ơi." "Bà Tư, bà có biết ai chịu ở nuôi con cho cháu không? Bà làm ơn bà chỉ giùm nghe. Ở coi cơm nước trong nhà, săn sóc hai đứa nhỏ vậy thôi chứ không có làm cái gì nặng hết trơn á." "Chị có biết ai xin chỉ giùm? Cái thằng nó không có tiếc tiền đâu chị. Xưa rày nó nói hoài, miễn thương con nó, săn sóc cho tử tế, dậu ăn tiền mắc một chút nó cũng chịu. Tôi có con cháu ngoại, nó mới về ở với tôi chừng một tháng nay à. Để tôi về tôi hỏi coi nó có chịu ở với chị hay không." Mà con của đứa nào á?" Con của con Trong á, năm trước mẹ nó chết thì nó ở với cha nó ngoài Rạch Băng á. Cách vài tháng nay cha nó chết nữa, nó bơ vơ nên trở về ở với tôi. Mà bên nội nó không còn ai hay sao chị?" "Có ai đâu. Năm nay nó bao lớn rồi? Để coi, hình như nó được đâu 24 tuổi á. Dữ hôn á. Mà nó có chồng con gì chưa?" "Chưa. Thổi này tôi không có biết nó. Từ nhỏ tới giờ nó ở ngoài Rạch Băng. Trọng tuổi như vậy có lẽ nó săn sóc sắp nhỏ được. Ngặt nó chưa có con nên không biết là nó có thương con nít hay không. Tôi ngại là ngại chỗ đó đó. Tôi sợ nó không chịu. Mà chị à, thôi chị cứ làm ơn hỏi thử nó coi. Như nó chịu ở mà nó đòi một năm 30 hoặc 36 đồng cũng được, không hại gì hết á. Miễn nó biết thương hai đứa nhỏ, nó ân cần săn sóc cho tử tế thì thôi. Nó ráng ở giùm tôi một năm tôi mang ơn lắm. Nếu mà nó muốn lãnh tiền trước cũng được. Thì để tôi về tôi hỏi nó coi. Nếu nó chịu thì tôi biểu nó lên, còn như nó không chịu thì thôi. Nó là cháu ngoại, nó mới về ở với tôi,
Không lẽ tôi ép mà đỡ nó chứ? Phải chứ, ép làm gì? Như nó không chịu mà chỉ ép nó rồi, nó tháo trúc thì càng khó cho mình. Chị về chị hỏi nó đi, nếu nó chịu thì biểu nó lên liền nghe chị. Bà Tư Phải ngồi nói chuyện một hồi rồi từ giã ra về. Cách vài ngày sau, vào một buổi trưa trời nắng chang chang, nhưng nhờ có gió cho nên cũng không nóng lắm. Trước nhà Hai Thà, ba con trâu đứng chung quanh đống rơm, đang rút rơm mà ăn, đuôi ngoắt, hàm nhai, coi bộ vô tư lự. Trong cái nhà trống gần đó, có một đầu đóng cổng nhốt trâu, một đầu để xay lúa giã gạo. Thằng Thảo nó nằm ngửa trên võng, nó hát nghêu ngao, đợi mặt trời trịch bóng rồi sẽ cởi trâu cho đi ăn. Ở trong nhà Hai Thà ăn cơm sớm mơi, rồi mắt đi thăm ruộng, chỉ có bà Hương với hai đứa nhỏ mà thôi. Bà ngồi tại đầu ván vá áo cho Thà, một lát bà vối tay kéo cái võng mà đưa cho thằng Đồ nó ngủ. Con Chỉ thì ngồi chơi ngoài hàng ba, gần bên cạnh thì con chó nằm khoanh, cặp mắt lim dim cái mỏ dài thượt. Trong cái sân rộng lớn ở trước cửa, sân để mùa khô đạp lúa cho nên không trồng tỉa cái gì hết. Mặt trời dội nắng chói lòa, chung quanh gốc cây me đứng sừng sững bên trái nhà dưới thì con vịt đang đứng núp bóng nằm nghỉ với một bầy vịt con mới có lông cánh. Giữa lúc yên lặng như vậy thì thình lình con chó cất tiếng sủa vang. Bà Hương nheo mắt nhìn ra, thấy ngoài nhà trống có một người đàn bà mặc quần lãnh, áo xuyến đen, đầu đội khăn trắng đang đứng nói chuyện với thằng Thảo. Bà không biết là ai, bà nghĩ người đó có thể là cháu ngoại của bà Tư Phải, cho nên bà buông cây kim ngồi chờ. Quả thật, người lạ đó là con Nên, đúng là cháu của bà Tư Phải. Nó chịu ở cho nên bà Tư biểu nó lên ngày hôm nay. Thời nay nó chưa đến sớm mới lần nào, vì ở đây duy chỉ có nhà bà Hương lợp ngói mà thôi, nên bà Tư chỉ chừng nó vô cũng trúng. Tuy vậy mà vô tới nhà trống, nó gặp thằng Thảo, hỏi thăm cho chắc rồi mới bắt đầu đi vô, tay xách một gói đồ nho nhỏ. Con chó xông ra đứng đón sủa cho nên nó sợ chó cắn phải đứng khựng lại. Bà Hương phải bước ra nhà la con chó, nó mới chịu sụ đuôi quay trở vô, để cho Nên thong thả bước lên trên thềm. Nên thấy bà, chắp tay xá một cái và lên tiếng hỏi. Dạ thưa bà, cháu là cháu ngoại của bà Tư ở dưới cái nhồi. Vậy hả? Vô đây coi, vô đây con. Tiếng chó sủa đã làm cho thằng Đồ giật mình thức dậy, cho nên nó nằm trên võng co tay dụi mắt. Bà Hương bước vô nắm võng mà đưa, hát nho nhỏ dỗ Đồ ngủ lại. Nên thì lột khăn tròn xuống vai, tay ôm gối đồ đứng giữa cửa ngó trong nhà. Con Chỉ thấy Nên là người lạ cho nên đứng ngay trước mặt ngó trân trân. Bà Hương tuy miệng hát nhưng mà cũng đưa mắt nhìn Nên. Bà thấy Nên mập mạp, mạnh mẽ, đen đúa, nhưng mà gương mặt vui vẻ thật thà, lại hai hàm răng khích khao, con mắt sáng, làm cho Nên tuy không phải là đóa hoa trong chốn thôn quê, nhưng cũng không phải là xấu xa thô bỉ. Đồ ngủ lại rồi thì bà Hương mới bước lại ván ngồi và lên tiếng hỏi Nên. Nhà bà đơn chiếc quá, cháu coi đó, một mình bà mà phải lo trong bếp, rồi còn lo giữ hai đứa nhỏ nữa, thiệt là cực hết sức. Hôm kia chị Tư lên thăm, bà than với chị. Chị nói để về chị hỏi cháu coi cháu chịu ở giúp với bà hay không. Cháu ơi, cháu chịu ở phải không? Thưa bà, ngoại cháu về có nói chuyện lại với cháu. Cháu mồ côi nên tính về ở giúp đỡ cho ngoại cháu. Thiệt, nhà ngoại cháu không có việc chi cho cháu làm hết á. Bởi vậy, ngoại cháu biểu cháu lên đây giúp bà ít ngày. Được lắm, chị Tư có nói giá cả cho cháu nghe hay không? Dạ thưa có, nhưng mà cháu xin ở chừng 6 tháng thôi. Ủa sao vậy? Ở luôn một năm không được sao? Thưa bà, không biết là cháu làm công việc bà có vừa lòng hay không? Bởi vậy cháu tính ở thử ít tháng thôi. Bà không có khó như người ta đâu cháu. Thằng hai ở nhà đây cũng vậy, cháu đừng ngại. Để cháu ở ít ngày rồi cháu biết. Công việc cũng không có gì lắm. Mỗi ngày chỉ lo hai bữa cơm và săn sóc hai đứa nhỏ thôi. Mà con Chỉ thì nó đã lớn rồi, tối thì nó ngủ với cha nó. Cháu chỉ coi tắm rửa và giặt quần áo cho nó mà thôi. Cháu có cực
là cực với cái thằng đồ đây, vì nó dứt sữa sớm nên nó rầy rà dữ lắm. À, thưa bà, em nhỏ đã giáp thôi nôi chưa bà? Chưa, bữa nay nó mới được có 10 tháng thôi. Nhỏ quá à, mà bà dứt sữa sớm, ban đêm cháu sợ em nó đói. Thì bà cho nó ăn cháo. Phải, bà mua sữa hộp để dành ban đêm khuya cho em nó uống. Ăn cháo con sợ nó ngán. Sữa hộp ra làm sao? Dạ thưa, sữa bò họ làm đặc mà đựng ở trong hộp á. Mỗi lần mình múc vài muỗng nhỏ mình khuấy với nước sôi cho em uống. Uống sữa bò cũng bổ như sữa mình vậy đó bà. Vậy hả? Vậy mà bà có biết đâu. Để bà biểu cha nó mua cho nó uống thử coi. Mà cháu tên gì? Dạ, cháu tên là Nên. Thuở nay cháu có đẻ chữa lần nào hay chưa? Nghe hỏi câu này thì Nên mắc cỡ, gục mặt ngó xuống đất rồi đáp nho nhỏ. Dạ, thưa cháu có chồng đâu mà đẻ chữa. Vậy hả? Chưa đẻ chữa. Vậy mà cháu có thích con nít hay không? Dạ thưa, con nít đó, có ai mà không thương đâu bà. Được lắm. Thôi, vậy thì cháu ở với bà, lo cho ăn, dỗ ngủ giùm cái thằng nhỏ này. Bà nói trước, ban đêm nó hay cằn nhằn lắm. Nhưng không sao đâu, có bà phụ với cháu. Để bà dắt bà chỉ công việc trong nhà cho cháu biết nha. Thừa dịp đồ lúc đó đang ngủ mê, bà Hương dắt Nên đi từ nhà trên xuống nhà dưới, cho nên biết mỗi chỗ ở trong nhà. Bà chỉ cái giường lót gần cửa xuống nhà dưới, biểu Nên để gói đồ trên đó, định ban đêm Nên sẽ ngủ đó với đồ, đặng đồ có khóc thì đem xuống võng mà dỗ cho gần. Còn bà thì ngủ trong buồng, hai Thà và con Chỉ sẽ dời ngủ bộ ván dựa ở vách sông phía bên kia. Bà Chỉ sạp gạo, sống chén, lu nước nấu ăn, chỉ chỗ để muối, nước mắm, chứa củi, úp nồi trách, chỉ đủ hết. Con Chỉ lóc cóc chạy theo, cứ nhìn Nên hoài, nó ngó và cười, coi bộ nó không thấy lạ mà ngại. Coi đủ trong nhà rồi, Nên mới đem gói áo xuống nhà dưới, mở lấy ra một cái áo cục bằng vải trắng, thay cái áo xuyến dài, rồi lấy cây chổi lại quét bếp cho sạch sẽ, không đợi bà Hương lên tiếng. Quét bếp xong rồi, nó thấy nước lớn đầy, nó bưng hết nồi ơ ra để trên sàn nước, rồi ngồi cạo lọ ở ngoài, lau chùi ở trong, xong nó úp nồi ơ lên trên giàn bầu mà phơi, rồi lấy chổi lên quét nhà trên, làm liền tay không nghỉ mà cũng không ngại ngùng gì hết. Bà Hương ngồi giá áo và đưa em, nhưng bà thấy công việc của Nên làm đủ hết, bà mừng và khen thầm, đoán chắc Nên không phải là đứa con gái làm biếng. Thằng Thảo lúc đó lùa trâu ra lộ cho ăn cỏ, Nên đứng ngó theo ba con trâu. Con Chỉ đứng một bên lên tiếng hỏi Nên. Chị ở đây hả? Nên cười và chồm hổm ôm Chỉ vào lòng và lên tiếng nói. Chị ở đây, ở chơi với em. Con Chỉ nó nhẽ miệng cười, thằng đồ nằm trên võng chợt khóc ré lên, Nên phải buông con Chỉ lật đật chạy vô trong bồng thằng đồ. Bà Hương lên tiếng nói. Đâu, cháu dỗ, dỗ thằng đồ chút, coi thử coi. Nên bồng thằng đồ úp vô ngực đi qua đi lại, vỗ thằng nhỏ, đồ không khóc nữa, quay mặt nhìn Nên mà cười, rồi đưa tay rờ miệng rờ mũi của Nên dường như đã quen, Nên cầm thay thằng nhỏ hung và lên tiếng. Em của chị giỏi lắm, em của chị không có bao giờ khóc đâu, có chị bồng á thì em còn đòi gì nữa đâu mà khóc, phải không? Bà Hương bảo lúc đó nhìn Nên mỉm cười. Lúc đó hai Thà đi thăm ruộng về tới, thấy cha của mình vô sân thì con Chỉ chạy ra mừng, hai Thà cúi xuống bồng con đi vô. Lúc đó Nên ẵm thằng đồ lại đứng gần chỗ bà Hương Bảo ngồi. Thà thấy Nên bồng em thì lên tiếng hỏi mẹ mình. Ai vậy má? Có phải cháu bà Tư không? Cháu bà Tư, nó mới lên đó. Nó bồng em coi giỏi quá thấy không? Mà coi bộ thằng đồ cũng chịu nó rồi. Có vậy mới bớt cực cho má một chút. Lúa trổ đều hay chưa con? Dạ trổ đều lắm, tốt nữa. Năm nay chắc trúng hơn năm ngoái đó má. Chà, gặp rắp Tết đây cực chết á. Không chừng mùng 10 tháng chạp thì mình gặt, có đâu tới Tết má.
trong năm rồi đó, mình gặt đồng rồi mình ra viên mình gặt rẫy. Năm nay á, khỏe re có gì đâu mà mệt. Nếu vậy thì ít cực. Nè, tối con văn mùng ở bộ gián tựa sông trên kia mà ngủ với con chỉ. Để cái giường gần giống đây cho con nên nó ngủ với thằng đồ. Đặng em có khóc thì nó dỗ cho tiện nha. Dạ, dạ được. Thà để con chỉ xuống đất, cởi áo, máng vách rồi đi ra xối nước mà tắm. Nên bồng em đi ra hàng ba kêu con chỉ đi theo nói chuyện chơi. Chừng thấy trời mát nó mới quay trở vô để em trên ván dựa bên bà Hương và lên tiếng nói. Thưa bà cho cháu gửi em một chút đặng cháu nhúm lửa để nấu cơm chiều. Để nó ngồi chơi, con đi vo gạo nấu cơm thử coi. Chiều nấu hai dùa lùm ngang cháu. Nên đi xuống bếp, con chỉ nó cũng đi theo, dường như nó đã mến nên cho nên không chịu rời nữa. Bà Hương mới lên tiếng nói nhỏ với hai Thà. Con nhỏ này coi bộ nó giỏi lắm mà con. Thà lặng thinh, coi bộ không tin lời mẹ đoán trước. Anh bồng thằng đồ đem lại võng nằm nựng. Bà Hương thì đi xuống bếp, thấy nồi cơm đã được đặt lên trên bếp. Còn Nên thì đang tắm cho con chỉ. Bà trở vô buồng lấy một cái áo với một cái quần sạch để Nên thay cho con chỉ. Bà chỉ cá mắm cho con Nên biểu đặng chừng cơm cạn thì nó hâm lại. Và bà đưa lọn rau muống, biểu rửa rồi luộc đặng chấm mắm. Bà thấy Nên làm cái gì cũng gọn gàng vén khéo cho nên vừa ý lắm. Bà chắc trong năm bữa nữa Nên thạo hết công việc trong nhà rồi thì nó sẽ lo từ nhà dưới lên nhà trên. Bà khỏi mất công dòm ngó nữa. Cơm chín, rau luộc, cá mắm đã hâm xong hết nên múc dọn ra một mâm. Bà Hương biểu bưng để lên trên bàn thờ đốt nhang cúng vợ hai Thà một lát rồi bưng xuống cho mọi người ăn. Trong nhà ăn cơm thì Nên bồng nách thằng đồ và bưng chén cơm nó đã chan sẵn nước cá đi ra sân dỗ đút cho em nhỏ ăn. Thằng Thảo lúc đó lùa trâu và về và đuổi vô trong chuồng đóng cổng lại. Con vịt dắt bầy con lại lên sân. Lại có một bầy vịt tơ, lối 15 con cũng đi theo sau, vịt lớn, vịt nhỏ kêu inh ỏi. Bà Hương kêu thằng Thảo biểu xúc ít vừa lúa cho vịt ăn rồi lùa vô chuồng, nên đứng coi Thảo làm và phụ với Thảo để nhốt vịt. Bà Hương ăn cơm rồi bồng em cho nên ăn cơm với Thảo, còn Thà thì xách nước tưới đám rau và tưới hàng ớt trồng phía sau nhà. Mặt trời lặn thì Nên đã rửa chén, rửa nồi, dọn dẹp trong bếp sạch sẽ hết. Mẹ con bà Hương lấy làm vui mà mướn được một đứa nhậm lẹ giỏi vắng. Đêm hôm đó Nên dỗ đồ ngủ im. Đến khuya thì em nhỏ có chứng một chút đỉnh, nhưng Nên đem xuống võng và đưa thì nó lại nín mà ngủ lại, khỏi nhọc lòng Thà và bà Hương Thảo. Quả thật, Nên vào ở chưa được 10 ngày thì nó đã làm được hết những công việc ở trong nhà. Khuya nó dậy sớm nấu nước và nấu cháo, nước để chế trà cho bà Hương, còn cháo thì để cho đồ thức dậy sẵn mà ăn. Tảng sáng vịt kêu thì nó mở chuồng thả vịt đi ăn, rồi xách chổi quét nhà. Nó lại kêu mà thúc thằng Thảo hốt dọn chuồng trâu, quét sân sạch sẽ rồi cởi trâu cho đi ăn. Hai Thà thấy gạo gần hết thì xúc lúa đổ ra phơi để xay ăn. Nên phụ sai với Thảo, không để cho chủ làm, nên ngồi sàng gạo. Bà Hương không cho, mà nó đứng giả gạo chài đôi với Thảo, thì hơi nó cũng dài hơn Thảo, mặc dầu Thảo mới 17 tuổi, còn đang sức trai. Bây giờ thì hai Thà đã rảnh rang, bữa nào không đi thăm ruộng, bữa đi buổi mai, bữa đi buổi chiều. Bà Hương bảo cũng đi chơi lối xóm được, mà tới nhà nào, bà cũng khoe là Nên giỏi vắng siêng năng. Một bữa kia Nên nghe bà Hương than là không ai mua vịt để bà bán bớt ít con lấy tiền mua trầu cao ăn, cho nên nó mới xin phép cho nó đem xuống chợ mà bán có lẽ được giá cao hơn. Bà Hương đồng ý. Đến khuya thì hai Thà lựa bắt 5 con vịt tơ cột lại chắc chắn giao cho Nên đem đi. Nên đặt ôm cháo lên bếp soạn thúng giống để gánh vịt rồi mới chải đầu và thay áo dài. Thà dặn mua thuốc giấy. Bà Hương thì dặn mua trầu cao, thịt cá, dầu lửa, nước mắm. Thà có tính kỹ lưỡng, sợ bán vịt không được cho nên đã đưa hờ 2 đồng cho Nên đem theo. Trời rạng đông, Nên nghe tiếng mấy chị gánh hàng đi chợ nói chuyện ngoài đường cho nên ôm hung thằng bồ đồ một cái, rồi mới gánh vịt đi theo người ta cho có bạn.
buổi sớm mời hôm đó nên vắng mặt, thì trong nhà công chuyện đã có mồi bê trễ, thà mắt sách nước đổ vô lu đặng rửa rái thì không ai thả vịt, vịt kêu inh ỏi. Bà Hương thì mắt coi em, không ai mở cửa quét nhà, để mặt trời mọc mà nhà còn không sạch sẽ. Bữa nay cơm sớm mời cũng bị trễ, mặc dầu thà phải vo gạo và bà Hương phải bồng thằng đồ vô bếp mà chụm lửa. Chợ Gò Công cách nhà tới 6.000 thước, thế mà trống ngoài nhà Việt làng chưa đánh tan học thì nên đã về tới nhà trước luôn cả mấy chị gánh hàng. Bà Hương đang ngồi ăn cơm với thà bà chỉ, có đồ ngồi chơi một bên. Bà thấy nên gánh cái gánh đi vô sân thì bà cười và lên tiếng hỏi. Con nhỏ đi chợ về sớm dữ, giỏi thiệt. Bán vịt được không con? Dạ thưa được. Bán mấy cắt? Dạ bán được 4 cắt. Ồ khá quá ha. Vậy mà trên mình á, họ cứ trả 2 cắt rưỡi, 3 cắt hoài. Từ rài sắp lên, cứ đem xuống chợ mà bán, đừng thèm bán tại nhà nữa. Ý, còn một chục vịt tơ đó để cho nó đẻ chứ bán làm gì má. Nói chuyện mà nghe chứ bán chi nữa. Có bán là đợi bầy vịt nhỏ nó lớn rồi sẽ bán chứ. Nên bưng 2 cái thúng để lên trên ván rồi đi thay áo, rồi bồng thằng đồ mà hung để cho bà Hương ăn cơm thông thả. Nên lên tiếng nói với con chị. Chị có mua bánh bò, bánh cam cho em chị nè. Em ăn cơm rồi ăn bánh nha. Nên vừa nói vừa bồng em đi lấy cái dĩa sắp 3 cái bánh cam và 3 cái bánh bò rồi bưng lại để trước mâm cơm. Thà ăn cơm vừa xong lấy 1 cái bánh cam ăn tráng miệng, nên đem lại đưa cho bà Hương 1 hộp sữa bò và lên tiếng nói. Thưa bà, cháu làm gan mua 1 cái hộp sữa bò để cho em đồ uống thử. Bà Hương bảo cầm hộp sữa lên nhìn rồi mới lên tiếng hỏi. Rồi làm sao mà cho nó uống? Dạ thưa, khuấy với nước sôi, rồi cái màu nó đục đục cũng như sữa mình vậy á, để trưa rồi cháu khuấy cho em uống. Bao nhiêu 1 hộp vậy? Dạ thưa, tới 2 cắt tư lận, mắc quá. Mắc dữ ha, gần bằng giá con vịt luôn à. Ôi thôi kệ nó má ơi, nhưng mà nó thằng đồ nó chịu uống thì mua cho nó uống, uống 5-7 bữa chứ đâu phải uống 1 lần hết 1 hộp sao. Bị nó dứt sữa sớm cho nên nó ốm quá, để mình cho nó uống thử coi. Thà uống nước rồi mới bồng thằng đồ cho nên mới rảnh tay mà sắp đồ mua ra. Thịt cá, trầu cao, giấy thuốc, dầu lửa, nước mắm, các món dặn đều mua đầy đủ hết. Nên trả 2 đồng bạc lại cho thà và đưa thêm 1 cắt 2 chim, nói là tiền bán vịt, mua đồ còn dư lại bao nhiêu đó. Thà trao hết tiền đó cho mẹ cất để mua cá tôm mỗi bữa. Đến trưa nên dỗ thằng đồ ngủ rồi mới quét dọn trong nhà. Tới chừng nó thức dậy nên khui hộp sữa, múc 1 muỗng đầy, chế nước sôi, khuấy ra nửa chén, đợi ấm ấm rồi mới cho nó uống. Đồ uống sữa coi bộ biết ngon cho nên bấu cái chén bằng 2 tay, miệng ực riết. Mẹ con bà Hương thấy vậy thì động lòng và thà hứa là sẽ mua sữa để cho con uống mỗi ngày 3 lần, sớm mơi, buổi trưa và buổi tối. Chạp thì lúa ngoài đồng đã chín, thà tối ngày mắt phải đi coi gặt, đến chiều phải coi gánh lúa bó đem về sân đặng chất ở cà lan. Đang lúc lăn xăng công việc như vậy, bà Hương lại bị đau, bà nóng nằm mê man, mà thà thì không thể bỏ ruộng để ở nhà săn sóc mẹ. May là nhờ có nên thế cho thà lo thuốc men cơm cháo, luôn luôn ở một bên để săn sóc bà Hương, lau mồ hôi, đỡ đi tiêu, bưng thuốc uống, thay quần áo. Cực cũng vui, dơ cũng không sợ, hết lòng săn sóc bà cũng giống như con gái vậy. Sự tận tụy của nên làm cho bà Hương cảm động, bà thương nên lại càng tăng thêm, thương giống như con ruột của bà. Bởi vậy, kể từ đó về sau, bà nói chuyện với nên thì bà kêu là con, chứ ít khi kêu bằng cháu nữa. Lúc bó lúa đem về săn xong thì cũng đã gần Tết, lúa rẫy cũng đã chạy lá gai. Có trễ lắm là mùng 3 Tết phải bắt tay gặt. Thà tính để gặt lúa rẫy rồi sẽ đạp 1 lượt. Trong nhà đã có trâu sẵn cho nên không lo gì
mà túng tiền ăn Tết cho nên không cần phải có lúa gấp. Một đêm vào lúc nửa canh tư, thằng Đồ nó thức dậy nó khóc, nên cứ để trong mùng mà dỗ, vì trời lạnh sợ đem xuống võng mà đưa thì lạnh nó. Thằng Đồ càng khóc lớn, khóc ngất, bây giờ nên mới phải bồng xuống võng vừa đưa vừa hát. Thằng Đồ vẫn còn khóc, nên dỗ hoài mà nó không nín. Lúc đó hai thà bà khụt quẹt đốt đèn bưng lại và lên tiếng nói với nên: Không biết chừng nó bị đau bụng đó, đau đưa coi coi. Thà để đèn trên ván rồi đưa tay bồng thằng Đồ. Nãy giờ nó khóc, nó chồi, nó đạp, làm cho nút áo của nên bị xúc ra mà nên không hay. Bây giờ nên đứng dậy đưa đồ cho thà bồng, có đèn rõ, cho nên thấy nút áo của mình bị xúc thì mắc cỡ, lật đật đưa cánh tay mà che, vừa đi vô trong buồng và vừa nói: Tôi có chai dầu măng, để tôi lấy tôi thoa rúng cho em. Như thiệt em nó đau bụng á, hễ thoa dầu măng là chắc hết á. Nên gài nút áo rồi mở gối lấy ve vào măng đem ra chấm thoa rúng cho thằng Đồ. Thằng nhỏ cũng cứ khóc, nên mới mồi đèn đi xuống bếp, nói để nhúm lửa để hơ bụng cho em. Lửa chưa cháy thì thằng Đồ đã nín khóc, nên trở lên nhà trên. Đồ thấy nên thì mỉm cười đưa tay đòi bồng, vì cái nút áo xúc hồi nãy mà nên không dám ngó thà. Đưa tay bồng em mà sắc mặt có vẻ hổ thẹn, hoặc không thông tâm lý, hoặc không lưu ý đến vấn đề đó, cho nên thà thì vẫn tỉnh bơ, trả đồ lại cho nên và lên tiếng nói: Chắc có lẽ là nó đau bụng đó, nhờ dầu măng cho nên hết chứ gì. Dầu nó hay à nghe, bữa nào đi chợ đó nhớ mua một ve để dành trong nhà nghe. Không khí bắt đầu Tết và ở trong xóm ai cũng bắt đầu lo ăn Tết, nên xin lãnh 10 đồng rồi bữa 25 bà Hương kêu nó đi chợ mua cải, giá để làm dưa. Nhân dịp đó nó mới mua đặng Tết đem về cho bà ngoại nó một quần lãnh và một áo vân. Còn phần nó thì quần áo mới, nó không cần sắm nữa, chỉ mua một cái khăn lụa mà thôi. Bà Hương bảo trong mình không được khỏe cho nên bà không đi chợ Tết được. Năm nay hai thà phải đi để mua cam, quýt, dưa, chuối, chứ cá thì đã mua của người ta tát đìa rồi. Còn thịt thì chia với bà con họ làm heo ở trong xóm. Khuya 29, hai thà bắt đầu đi chợ, dắt nên đi theo để có thể gánh đồ, bởi vì thuở ấy ít xe cho nên không thể mướn xe chở đồ giống như bây giờ. Thà nghĩ nên ở nhà được vài tháng rồi luôn luôn tận tụy với con mình, với mẹ mình, với nhà mình. Đến ngày Tết, mình phải thưởng chút đỉnh cho nó vui lòng. Bởi vậy xuống chợ thà đưa cho nên 1 đồng, biểu muốn mua cái gì dùng riêng thì cứ mua. Nên mua 2 thước vải bông và 1 hộp sữa thì tiêu đồng bạc. Chừng về đến nhà nên phải đem vải ra, tính cắt may cho con Chỉ và thằng Đồ mỗi đứa 1 cái áo. Thà không cho, nói rằng cái tiền đó là cho nên, chứ không phải tiền để mua đồ cho mấy đứa nhỏ. Bà Hương cũng đồng ý với con cản lại, túng thế cho nên phải cắt may 1 cái áo ngắn cho mình. Nhưng vải còn dư cho nên cũng nối may cho được cho thằng Đồ 1 cái áo. Ăn Tết 3 bữa, qua đến mùng 4 thì thà cho gặt đất rẫy. Đến mùng 10 thì lúa đã chở hết về ở trong sân, chất riêng 1 cà lan không cho lộn với lúa đồng. Bây giờ thì là thà lo dọn sân để thừa con trăng rằm tháng giêng mà đạp lúa giống như người ta. Đạp lúa đồng trước rồi sau đó mới đạp lúa rẫy. Đạp lúa là một dịp vui của những người làm ruộng. Năm nay lúa trúng mùa, thà rất vui lòng cho nên kêu ghe vườn mua 1 bó mía để đãi anh em trong xóm đến giúp chắt bã, bắt bó và ra rơm. Bà Hương bảo cũng noi theo lệ cũ, bà gói bánh tét, bánh chưng thật nhiều, cho nên đều có phụ mọi việc, từ sân, từ gói bánh, việc nào nên cũng làm rất thành thạo. Ngày rằm vừa mới xế qua thì 6-7 người đàn ông con trai trong xóm đều là người có gặt trong ruộng của thà đã tụ lại nhà. Rồi 2 người leo lên cây cà lan lúa đồng, nắm từng bó lúa mà quăng xuống sân. Mấy người đứng dưới thì xách đem vô giữa sân, chất dựa bề hộp lên trên, chất 1 lớp, bắt trong chất vòng ngoài, chất thành 1 đống tròn. Công việc này nhà nông kêu là chất bã. Trời mát, chất bã xong, thà biểu Thảo dắt cặp trâu lớn đem ra sân. Anh em lối xóm, người ta phụ bịt miệng, người thì cột niệt,
rồi đích thân thà cầm roi và nắm dây rúng cho trâu lên bã lúa. Đi được 5-6 vòng thì mới giao lại cho Thảo. Bà con lối xóm rải rác rút về ăn cơm, tới tối sẽ trở lại mà bắt bó. Bây giờ cả nhà đều lo bữa cơm chiều, bỏ Thảo một mình ngoài sân đánh trâu để đạp lúa. Nó hát ra rít để giải buồn, câu hát nhiều khi có chen tiếng ví hoặc là tiếng thá. Nên ăn cơm trước, rồi mới ra thay đánh trâu cho Thảo vô ăn cơm. Trăng mọc chói lò, gió thổi mát mẻ, thà đem hai con ra sân trải niệm ngồi chơi. Thấy Nên đánh trâu đạp lúa cũng rành thì thầm khen trong bụng là cô này biết đủ nghề. Thảo ăn cơm rồi mới trở ra sân, Nên giao trâu lại cho Thảo mà đi dọn dẹp nhà bếp rồi mới bồng đồ vô dỗ cho nó ngủ. Trăng lên nửa buổi, bà con lối xóm lần lượt trở lại ngồi chung quanh bã lúa, hút thuốc, nói chuyện chơi. Con Chỉ buồn ngủ cho nên nó vô nó ngủ trước. Bà Hương bây giờ lại ra sân, nói chuyện chơi với bà con trong xóm. Nên thì dỗ đồ ngủ rồi cho nên cũng ra đứng chơi. Thà biểu Nên vô lấy vài cây mía với con dao để anh chặt rồi chia nhau cho mỗi người một khúc ăn cho vui. Trăng trong gió mát, người thơi thới, trí hiệp hòa. Cuộc sống ở thôn quê thật là yên vui, đầm ấm. Giữa cuộc nói cười vui vẻ, thà bước vô bã lúa rút ít cọng lúa mà coi, rồi nói vừa bắt bó và biểu Thảo đem trâu ra để nghỉ. Các anh em trong xóm đều đứng dậy, mỗi người một cây mỏ sải và chung quanh bã lúa mà xốc lên, làm cho rã các bó lúa ra và trải đều lại lên trên bã lúa. Làm việc đó kêu là bắt bó. Thà cũng cầm mỏ sải bắt bó với người ta, Nên thấy còn dư một cây mỏ sải cho nên nó cũng xách và nhảy vô làm luôn. Vì tính siêng năng không thể ngồi yên mà coi người ta làm, nó đứng gần hoài một người con trai chưa có vợ ở cuối xóm, còn bên kia là chú Điển, một người sồn sồn có râu le the. Hoài thấy Nên bắt bó lanh lẹ thì nó lên tiếng nói: "Chà, mợ này bắt bó cũng gọn gàng dữ ha." Tại sao anh kêu tôi bằng mợ vậy? Nếu mà không muốn kêu bằng mợ thì kêu bằng thím hai được không? Nên hiểu Hoài muốn cáp đôi mình với chủ nhà cho nên hơi giận lên tiếng nói: "Anh đừng có nói bậy nha." Tôi nói trong ngày chốc chứ có tầm bậy đâu. Tôi mét với cậu hai cho anh coi. Thôi, mét cái gì? Tôi với mợ thân nhau quá mà mét cái gì? Lúc này chú Điển mới kêu thằng Hoài mà rầy: "Nè Hoài, mày đừng nói giỡn vậy mày, nói bậy mít lòng á." Thằng Hoài nó chỉ cười chứ không nói nữa, nhưng cái cười đó lại làm cho Nên càng khó chịu hơn là cãi hoặc là gây gổ. Bắt bó xong rồi, Thảo đem trâu lên đạp tiếp. Bà Hương mời hết anh em vô trong nhà để ăn bánh tét bánh chưng. Bà hứa đêm sau bà sẽ cho ăn xôi đậu. Ăn uống no rồi kế nằm nghỉ, người thì ngồi nói chuyện. Quá nửa đêm, thà coi đạp lúa đã chín mới kêu anh em xúm lại ra rơm, rồi ai nấy về nhà mà ngủ. Sáng ngày hôm sau, thà kiểu lúa, bà Hương với Nên thì bịch khăn trùm mà quét kiểu. Đến xế thì anh em trong xóm lại chất bã thứ nhì mà đạp tiếp. Lúa đồng đạp tới 3 bã thì mới dứt, xúc dê đổ vô trong vựa rồi mới đạp tới lúa rẫy, cũng đạp 3-4 bã rồi mới xong. Thà đông lúa ruộng rồi còn dư được 1,200 dạ, hơn năm ngoái gần 200 dạ. Con nhà làm ruộng ở làng Bình Thạnh cũng như nhiều chỗ khác trong xứ này, mỗi năm cực nhọc có mấy tháng, đầu mùa mưa dọn đất gieo mạ rồi cày ruộng trở đất, đợi mạ đúng lứa mới trục hoặc là bừa cho chín đất để nhổ mạ đem qua cấy. Hễ cấy rồi thì rảnh rang luôn mấy tháng. Người làm đất rẫy, có nghĩa là ruộng nước mặn, thì phải cắt cỏ một ít cho lúa nở thông thả. Còn người làm đất đồng thì chỉ coi chừng con nước mà thôi. Ai siêng thì đi câu, đặt lờ kiếm cá ăn thêm mỗi bữa. Tới chừng lúa chín thì mới làm việc lại. Mà làm việc thì cũng vài 3 tháng, gặt rồi gom về sân, đạp rồi hết chuyện. Đợi tới mùa mưa năm sau mới làm mùa khác. Hai thà ở nhầm chỗ nửa đồng nửa rẫy, nhưng qua mùa khô, hễ gặt và đạp rồi thì tối ngày ngồi khoanh tay không biết làm cái gì. Đàn bà thì họ tràn xuống rẫy đặt nước cạn để bắt vọp mánh, nước lớn thì họ bắt vọp xôi, hoặc là họ bắt còng hay là vớt rạm.
đàn ông thì họ làm dẹp mà đặt bắt cá bóng dừa hay làm vó mà câu cua biển. Thà tuy chưa có chức phận nhưng cũng đứng vào hạng có cơm tiền. Bởi vậy thà không đi bắt vọp, bắt còng hay câu cua câu cá như người khác được, mà ở sẵn bẩn trong nhà, thấy bàn thờ vợ, nhìn hai đứa con thì thà lại buồn, thương vợ đã cực nhọc lúc nhà nghèo, lại không sống để hưởng lúc mà mình có tiền có lúa, thương phận mấy đứa con còn thơ ngây mà không có mẹ dạy dỗ. Thà cứ buồn nằm trên võng, gác tay qua trán tối ngày, đến nỗi bà Hương khoe bầy vịt tơ đã bắt đầu đe điều, thà cũng không mừng, mà con nên đi bắt vọp xôi nó bưng về cả thúng, thà cũng không thèm ngó tới. Con nên thấy bộ của thà nghiêm nghị cho nên cũng ít dám nói chuyện, có cái gì thì nó cứ nói với bà Hương, mà tánh nết của nó dè dặt, phận sự của nó vuông tròn, thà không nói chuyện là không nói, cũng không có gì để rầy nó được, thành ra chủ với tớ lợt lạc, ơ hờ. Mặc dù người lối xóm người ta khen bà Hương có phước mướn được con nên, hay là người ta thầm nghi là thà sẽ đánh ụp với con nên, cho nên khỏi tốn tiền cưới vợ. Vào một đêm, bà Hương thấy nên đem đồ vô trong mùng để dỗ cho nó ngủ lâu rồi, mà thà thì vẫn còn đốt đèn, ngồi tại bộ ván hút thuốc. Bà mới ra võng nằm và lên tiếng nói với thà. Bữa hổm, chú cày thôn đâu ghé thăm. Chú nói con Lê là con gái ông Chánh Bái, có chồng ở trên chợ Vinh mấy năm nay. Bây giờ nó đã thôi chồng, trở về ở ngoài ông Chánh Bái từ hôm Tết. Chú xúi má ra mà nói cưới con Lê cho con. Ôi, cái thứ gái lộn chồng mà cưới làm gì má? Không có hại gì đâu, tại không phải duyên nợ nên vợ chồng mới rã rời chứ. Không biết chừng nó có duyên nợ với con nên trời khiến con chết vợ, còn nó thôi chồng đặng hai đàn gặp nhau. Duyên nợ sao hồi nhỏ không có hợp với nhau, để bây giờ đó người thì có vợ, người thì có chồng rồi mới gặp má. Duyên nợ nhiều khi ban đầu phải trắc trở như vậy. Nghe nói con không có con, con cưới nó đó thì nó săn sóc hai đứa nhỏ của con, khỏi có cái họa con mày con tao. Biết là có săn sóc hay không, hay là lúc đó nó ngắt nó nhéo. Con nghĩ chắc là cổ cũng hư lắm đây, hay là dữ lắm, cho nên chồng phải tống cổ đi về đó má. Con nghe gái chồng để là gái hư, không có sao đâu con. Hễ có phước thì có phần, nhiều khi ở với người ta thì hư nhất, chừng về với mình thì tử tế. Nè, năm nay con đã 35-36 tuổi rồi, lại có tới hai đứa con. Con muốn cưới gái còn son giá hả? Có dễ đâu. Lại cưới con nít đem về nó nhõng nhẽo, chứ có biết làm công chuyện gì. Nhưng mà làm sao má biết là con Lê nó không nhõng nhẽo mà rồi nó còn biết làm công chuyện? Người ta trọng tuổi rồi. Nghe nói năm nay được đâu 20 tuổi, tự nhiên phải biết công ăn việc làm chứ. Thôi má, con nhất định rồi, con không có cưới vợ khác đâu. Con không muốn mấy đứa nhỏ nó có mẹ ghẻ đâu. Má thấy con buồn quá, cho nên má mới khuyên con chấp nối. Nè, ông Chánh Bái là người có bề thế, như con muốn làm chuyện gì thì ông giúp đỡ cho con được. Má nghĩ hôm nay má thấy chỗ đó là xứng đáng cho con. Ông giúp con mà cách nào? Ông già quá rồi, ông đâu có cày ruộng hay là giác lúa giùm cho con được đâu má. Có phải giúp như vậy đâu con. Ông có thân thế, trong làng ai cũng kiêng nể. Ông giúp là đỡ đầu cho con, đặng sau này làm ông này ông kia với người ta chứ. Ôi thôi, ông này ông kia làm gì má ơi. Làm có tiền có lúa là quý rồi. Con nghĩ bây giờ đó, người ta kêu con là thằng Hai Thà. Tới chừng người ta con mà có giàu đi đó, thì họ kêu ông Hai Thà. Ông Hai Thà rành nghề làm ruộng, ông phải gieo đất, ông phải cấy cho hợp thời, phải xiên giữ bờ, phải biết lựa giống, cho nên ruộng trúng luôn luôn. Con chắc đó ông đó chưa chắc gì đó, ông Hai Thà với lại thằng Hai Thà ai sướng hơn ai á má. Còn nói như vậy sao được. Cha con hồi trước tuy nghèo, song ổng cũng làm chức hương bảo. Con bây giờ có cơm tiền, có nhà cửa tử tế, con làm dân hoài hay sao? Nè, phải ra làm làng với người ta chứ. Thôi má, con chỉ muốn làm ruộng thôi má. Thì làm làng cũng làm ruộng được vậy chứ, có không làm được sao? Thôi để con làm ruộng ít năm nữa rồi tính má ơi. Cứ
cưới vợ cho có người coi trông, đặng con ra làm làng. Đó là điều má muốn hơn hết á. Bộ má muốn con cưới vợ nữa lắm hả? Muốn lắm. Hai thà mỉm cười, rồi vặn đèn lu lu mà đi ngủ. Cách một lát, nên nghe bà Hương bảo trở vào trong buồng, thì nó mới chung ra, lại mở cửa nhà dưới mà đi ra ngoài. Qua tới tháng 3, hồi xế trời mưa một đám thật lớn, trong xóm nhà nào cũng trộn rộn sửa soạn đèn để đi xôi nhái, nên thì thạo các công việc của người ở ruộng, biết bắt vọt, bắt còng, đặt cua, đặt cá. Vì chỉ có cái chuyện xôi nhái, xôi ếch thì nó chưa biết. Chiều tối, nó thấy ở xóm ngoài top 5, top 3, người ta đi vô trong xóm mới dập dìu, cầm đèn chai, người thì xách vỏ lớn. Trên bình lạc người ta cũng đi theo lộ mà xuống, có đàn ông, đàn bà, con trai, con gái. Tới xóm mới, ai quen nhà nào thì ghé nhà đó, ai không quen thì ngồi ở ngoài lộ mà chơi. Với cái sự náo nhiệt như vậy, con Nên nó không khỏi rộn rực trong lòng. Bởi vậy ăn cơm chiều dọn dẹp xong rồi, con Nên nó thỏ thẻ lên tiếng hỏi bà Hương. Thưa bà, không biết làm giống gì mà họ tụ lại xóm mình đông quá chừng bà. Thì họ tụ lại đặng khuya họ đi soi nhái. Họ đông quá, nhái đâu có đủ cho họ bắt. Thiếu gì, có mấy ổ nhái phía trước kìa kìa. Để tối một lát rồi nghe nhái kêu. Thưa bà, tại sao mà ở xóm mình lại có nhái nhiều quá vậy bà? Đất rẫy nước ngập mãn năm, nhái ở sao được? Ở theo bờ, theo bụi một ít con mà thôi. Đất đồng mùa nắng khô khan, nhái cũng không thể ở. Có chút đỉnh theo mấy bào mấy trũng vậy thôi. Ở xóm mình nhờ có mấy đám ruộng biền đó, dù mùa nắng nước sông cũng rịn vô, ướt át luôn luôn. Bởi vậy nhái ở được mà sanh sản ra nhiều. Đầu mùa mưa, hễ có mưa lớn nước ngập hang thì tối nhái nó phải trồi lên mặt đất uống nước mà kêu. Chừng nào mưa vào dẫn, nhái no nước rồi nó mới rút uống hang, không có kêu nữa. Ngộ dữ hả bà, để tối còn coi họ soi làm sao. Bữa hổm rài có gửi cho hàng gánh mua cái cây đèn chai rồi đó, để khuya một chút rồi biểu thằng Thảo nó đi coi kiếm ít con sáng ăn. Cháu thấy bà gửi mua đèn chai, cháu tưởng bà mua để dành đặng nhúm lửa chứ. Mua đèn soi nhái, thằng hai nó ưa soi nên mua đèn hờ cho nó. Chứ thằng Thảo con mắt nó tỏ, nó bẻ cóp thiết làm đèn chó mù soi cũng được, đâu có cần gì đèn chai. Lúc đó hai thà đi chơi về đến, vừa bước vô trong cửa thì lên tiếng hỏi mẹ. Nhà có đèn chai không vậy má? Có, má có gửi mua một cây đèn dài dựng ở trong buồng á. Vậy được rồi, lát nữa con đi soi nhái. Ở ngoài xóm người ta tụ đông quá, khuya nay đèn đỏ chắc là vui lắm á. Thưa bà, để cháu dỗ em ngủ rồi bà cho phép cháu theo coi cậu hai với thằng Thảo soi nhái ra làm sao. Thổi này cháu chưa thấy. Cũng được, nhớ kêu thằng Thảo đi nữa, đi cho đông để bắt cho nhiều. Hôm nay trời nắng, hồi xế nó mưa lớn lại nhằm tối trời, đêm nay chắc là soi trúng nhiều á. Má ở nhà má coi chừng hai đứa nhỏ được không má, để biểu thằng Thảo nó sửa soạn vỏ với đèn cho sẵn. Mới tối một lát thì Nên đã dỗ em ngủ và đem vô trong mùng. Nên đứng trước cửa dòm ra biển, nghe nhái kêu rân, lại thấy đã có ánh đèn rải rác, nên lên tiếng nói. Ý, họ đi soi rồi kìa. Mấy cái người đó là tay mơ, không có biết soi nhái. Đầu hôm nó kêu rân vậy đó, nhưng mà không có bao nhiêu hết trơn á, mấy con thôi. Phải đợi khuya đó, nhái nó dạng, nó bắt cặp rồi đó, lúc đó mình đi soi nó mới nhiều. Bây giờ cứ ngủ đi, để nửa canh hai rồi mình đi. Nên không dám cãi, liền trở vô trong mùng nằm với em. Thà cũng khép cửa lại, rồi lại nằm với con chỉ. Nên nằm nghe tiếng nhái kêu thì rộn rực trong lòng, không ngủ được. Nó không dám nhắm mắt, sợ ngủ quên rồi không được đi. Nằm một hồi lâu, nó nghe có tiếng nhiều người và tiếng nói chuyện ngoài lộ. Nó ngóc đầu lên, nhìn ra cửa sông, thì thấy đèn sáng trưng. Nó thấy thà dậy mà đi. Thà cứ nằm im. Khuya lắm rồi nhưng mà không biết canh mấy. Thà dậy mở cửa rồi vấn thuốc mà hút. Con Nên nó lật đật nó chung ra khỏi mùng và lên tiếng hỏi. Mình đi soi nhái được chưa cậu hai? Được, bây giờ đi thì là vừa đó. Ra kêu thằng Thảo dậy đi rồi mình đi.
con nên liền đi ra nhà trống kêu thằng Thảo. Bà Hương thức dậy ra võng nhà nằm, Thảo cầm vô hai khúc đèn chai, còn nên thì xách ba cái giỏ, thà lấy một khúc đèn mà đốt rồi đưa cho Thảo cầm, nói để ra tới ruộng thì sẽ đốt khúc kia. Thà bịch khăn và săn ấm quần, vo tay áo gọn ghẽ rồi khép cửa mà đi. Thảo với con Nên đi theo sau. Nên ra sân rồi cũng bắt chước săn quần vo áo cho gọn. Ra khỏi nhà Nên thấy ngoài đồng đèn đốt tứ văng, lại nghe nhái kêu inh ỏi, quang cảnh coi thật là lạ lùng. Con Nên thích lắm, nó lên tiếng nói: "Trời ơi, đèn nhiều quá à. Mình đi trễ á, họ soi hết nhái rồi, còn đâu mình soi?" "Thôi đừng có lo, lo cái gì, không có hết đâu mà sợ. Nên chưa có biết soi nhái cầm đèn, cho nên không có cầm đèn thì thêm bối rối chứ không ít gì. Bây giờ cứ xách cái giỏ đi theo cái đèn của thằng Thảo hoặc là của tôi đó, hãy thấy nhái đó thì chụp bỏ vô trong giỏ nè, mà phải coi chừng để đi theo nha. Đèn đốt lung tung nhiều dễ đi lộn đi bậy rồi đi lạc không biết đâu mà kiếm, chứ không phải chơi đâu. Ban đêm á, đèn nó chó, phải quen mới biết được hướng mà về xóm mình. Người ta đi lạc đó bị ma giấu chết á." Nên nghe nói đi lạc bị ma giấu thì sợ lắm, nhưng mà nó không nói ra, thầm tính cứ đi theo một bên thà thì không làm sao mà lạc được. Ra tới biển, quả thật người ta đi soi rất là đông. Thà biểu Thảo mồi thêm một khúc đèn chai nữa rồi đưa cho thà. Thà đứng nhắm hướng, nhớ coi vạt đất nào, gò đất nào ở sâu, rồi chia giỏ mỗi người xách một cái mà xuống ruộng. Nên đi theo thà, chụp được một con nhái trước hết. Nên lấy làm đắc ý, cứ kiếm nhái chụp bỏ vào trong giỏ. Thiệt bữa nay nhái nhiều, lại đi khuya cho nên có nhái bắt cặp. Thà chụp không ngừng tay, mặc dầu Nên đã choáng hết một bên. Mê mẩn bắt nhái một hồi, Nên đứng ngóng thấy đèn văng tứ phía, không biết Thảo chỗ nào thì mới lên tiếng nói: "Thằng Thảo nó lạc mất rồi." "Thì chắc nó sôi đâu đó đó, nó không có lạc đâu. Nó biết mấy cái bờ ruộng ở đây như trên lòng bàn tay nó mà lo cái gì." Nên lo bởi vậy, mặc dầu thấy nhái nhiều thì ham, nhưng mà không dám rời xa thà. Bắt một hồi, Nên đưa giỏ gần đèn mà coi, thì đã thấy được nửa giỏ. Nên muốn bắt cho đầy giỏ để về khoe với bà Hương, cho nên lại càng chăm chỉ. Nên đưa tay chụp một con nhái lớn, thình lình một con rắn nằm trong vũng nước nhảy vọt lên phớt ngang tay của Nên. Nên quảng hồn vía buông con nhái, nhảy lại ôm cứng cánh tay thà và la lên. Thà nhìn Nên mỉm cười và nói: "Trời đất ơi, có cái gì đâu, ba cái con rắn nước này nó không có cắn có mổ gì đâu mà sợ." Nên buông tay thà ra, vì sợ quá cho nên quên cả mắc cỡ. Thà thì cứ sôi tới, nhiều khi chụp nhái phải đụng Nên. Bây giờ Nên bớt hăng hái đi, cứ đi sát một bên, thấy nhái phải nhìn kỹ rồi mới dám chụp. Thà đã đầy giỏ, trong khi Nên chỉ mới được có hai phần. Thà mới đưa cái giỏ của thà cho Nên và nói: "Nè nè, thôi bây giờ xách cái giỏ đầy này mà đi theo á, rồi đưa cái giỏ lưng cho tôi, để tôi bắt thêm cho đầy rồi hết hai giỏ rồi mình đi về." Bây giờ thì Nên xách cái giỏ nhái đầy mà đi theo thà, có chụp được con nào thì cũng bỏ qua giỏ lưng. Hai người bắt một hồi thì giỏ kia cũng đầy luôn. Thà chỉ hướng rồi khiêu đèn, rọi cho Nên lên bờ mà về. Nên xin xách luôn hai cái giỏ, rồi Nên đi trước, thà thì đi sau rọi đèn. Nhái ở trong ruộng vẫn còn kêu inh ỏi không dứt tiếng. Thà đã bắt đầy giỏ, đã đi về trước rồi. Biểu cột miệng mỗi giỏ cho chặt rồi để ngoài nhà trống, sợ đem vô nhà nó kêu sùm thì mọi người thức dậy ngủ không được. Đến sáng, Nên kể lại chuyện soi nhái cho bà Hương nghe. Nó nói còn một chút nữa bị rắn cắn. Bà Hương lên tiếng nói: "Đi soi nhái phải coi chừng rắn. Cái thứ rắn mái gầm ưa theo đèn chai, đang ăn chai rớt. Nhái nhiều không thể nào ăn cho hết, mà trong xóm thì ai cũng có, cho nên không ai cần dùng để mà đem cho. Còn đem xuống chợ bán thì không có bao nhiêu, lại bị người ta chê mình." Bà Hương bảo Nên xách xuống cái nhồi cho bớt bà Tư một giỏ để bà ăn, bởi vì ở xóm dưới không có nhái. Hồi mới vào ở thì Nên có nói là chịu ở thử 6 tháng mà thôi, không bằng lòng ở cả năm. Qua tháng 5 thì đã đủ 6 tháng. Thế là Nên không xin về, lại mẹ con bà Hương bảo cũng không nhắc đến chuyện thôi mướn nữa. Trót 6 tháng nay, bà Hương cũng như hai thà không bao giờ nói nặng lời với Nên, chỉ với đồ cũng mến Nên. Đã vậy mà Nên bồng ẩm đồ, ngủ với đồ mấy tháng đã quen hơi,
thì làm sao đành mà xa đồ để về cái nhồi cho được. Còn mùa ruộng đã tới, trọn một tháng nay thà ở ngoài đồng tối ngày, dọn đất gieo mạ, cày ruộng đồng, làm cỏ rẫy. Nếu để nên về thì ai lo cơm nước, làm việc nhà để săn sóc hai đứa nhỏ. Một mình bà Hương làm sao mà làm cho nổi nếu mà không mướn nên. Cho nên nên ở luôn tới tháng 6, tháng 7, rồi tháng 8. Ruộng của thà cấy xong hết rồi, ngày làm tuần giáp năm cho vợ của thà đã gần tới mà nên cũng chưa về. Rồi vào một buổi sớm, trời trong đường khô ráo, bà Hương chơi với hai đứa cháu nội. Bà bảo chỉ dắt mà tập cho đồ đi trong nhà, nên thì hốt phân rơm đặng đem đi bón đám rau thơm ở sau hè. Còn thà thì chiếc chuối con đem trồng theo hàng rào. Cô Lê con của ông chánh bái nhiều, mình mặc quần lãnh đen áo xuyến tím, đầu tròn khăn lục soạn đỏ, tay cặp cây dù màu da trời, thủng thẳng đi vô trong sân, nét mặt vui tươi, tướng đi yểu điệu. Nên đường xúc phân ở dưới gốc rơm, thấy khách thì bỏ thúng phân đi vô nhà để lo trầu nước cho chủ mình đãi khách. Cô Lê bước vô trong cửa nhà trên thì nên cũng tới cửa nhà dưới, nên nghe chủ nhà và khách chào nhau. Phải con ba là con ông chánh bá không? Dạ thưa phải. Lâu gặp quá nên coi lạ. Nghe nói xưa rài cháu ở dưới này phải không? Dạ thưa phải, cháu về từ hôm Tết tới nay. Má cháu nghe họ nói thím có nuôi vịt xiêm nhiều lắm. Bữa nay cháu có dịp đi vô trong này, má cháu dạy ghé là thưa với thím làm ơn để cho má cháu một con vịt xiêm mái. Trời ơi, tôi đâu có nuôi vịt xiêm nhiều. Tôi nuôi có một con xiêm mái để nó giữ vịt ta. Ai đồn bất nhơn vậy? In là chú cai thôn đâu nói với má cháu á. Kỳ xưa cai thôn đâu có ghé thăm tôi. Chắc chú có chén chú chén thấy bầy vịt ta của tôi rồi chú tưởng vịt xiêm chứ gì. Em về thưa lại với bà bái, tôi không có vịt xiêm. Nếu có thì tôi để cho bà bái, chứ để dành làm gì. Nên nghe hai người nói chuyện thì biết khách là cô Lê, cái người mà bà Hương nói là muốn thà cưới, nên rửa tay lên nhà trên bưng trầu nước, đặng nhân thể coi mắt cô Lê luôn. Chỉ với đồ thấy nên cũng đi theo, nên bồng đồ và dắt chỉ lại đứng giữa cửa, xuống nhà dưới ngó cô Lê. Thà ở ngoài vườn lúc đó đi vô, gặp cô Lê thì lên tiếng chào, cô Lê cũng lên tiếng hỏi. Anh hai, nghe nói anh làm ruộng trúng luôn ha. Tôi tính năm tới tôi cũng đấu giá mướn công điền mà làm. Phải làm cách nào cho ruộng trúng? Xin anh làm ơn chỉ giùm cho tôi. Tôi cũng làm như người ta, nhưng mà nhờ trời cho nên nó trúng chứ đâu có tài giỏi gì hơn ai đâu. Lê ngó chỉ bà đồ rồi mới quay sang bà Hương và lên tiếng hỏi. Ảnh được mấy đứa con vậy bà? Thì có hai đứa đó. Hai đứa nhỏ còi ngộ quá ha. Lê nói xong thì đưa tay ngoắt con chỉ và lên tiếng nói. Ê, lại đây chơi em. Con chệ chỉ nó ngoẻo đầu, nó vối, nó nắm vạt áo của nên chặt cứng, nó không thèm đi. Cô Lê ngồi chơi một chút rồi mới giả từ ra về. Khi cô ra sân thì mẹ con bà Hương đứng giữa cửa ngó theo, nên cũng dắt hai đứa nhỏ lại đứng gần mà nhìn. Bà Hương nói với thà. Con Lê lớn rồi coi ngộ quá, lại ăn nói giòn giả dữ. Mai bữa nay nó ghé nhà cho mình coi mắt, khỏi thất công đi coi. Thà mỉm cười đứng nhìn theo cô Lê cho đến khi cô ra khỏi nhà trống, không còn thấy dạng nữa mới trở vô vấn thuốc mà hút, nhưng mà không nói tiếng nào. Đến xế, thà đi thăm ruộng, thấy trời mát, bà Hương dắt con chỉ đi thăm thím cai tuần hươi ở trên đầu xóm. Thằng đồ cũng biết đi lẩm bẩm khỏi cần ẩm nữa, nên thấy đã nửa chiều rồi cho nên mới để nó đứng chơi, đi lấy gạo nấu cơm. Tới chừng cơm cạn nên vùi lửa rồi không còn công việc gì nữa, cho nên mới dắt đồ lên võng nằm mà giỡn với nó và dạy cho nó nói. Nên nằm trở đầu ra cửa để đồ nằm sắp trên ngực, nên dạy nó kêu cha, rồi dạy nó kêu má. Hãy nó kêu má thì nên ôm nó mà hung, rồi biểu nó kêu nữa, cứ tiếng má mà dạy hoài. Thà đi ruộng về từ bao giờ nên không biết, mà đồ kêu má thì rồi nên hung, rồi dây lại thấy thà đứng chần ngần trên đầu võng cho nên giật mình, lật đật bồng thằng đồ đứng dậy và lên tiếng nói.
Dạ tôi dạy cho em nó học nói. dạy gì kỳ vậy? Sao lại dạy nó kêu má? Nên bồng đồ đi riết xuống nhà bếp không trả lời tiếng nào. Cách vài ngày sau ăn cơm sớm mơi rồi thì Cai Thôn Đâu đến thăm bà Hương, gặp Thà ở nhà. Bà Hương thấy chú Đâu liền lên tiếng trách. Chú nó tệ quá à. Chú nó thấy tôi ấp dịch xiêm nhà nuôi hồi nào đâu. Sao chú nó thèo lẻo với bà bái, nói tôi nuôi dịch xiêm nhiều. Ủa, tôi nói hồi nào, sao chị biết? Còn bà Lê nó nói đây nè. Nó nói nhờ chú điềm chỉ nên nó mới biết vô nài một con vịt mái đặng nuôi. Ủa, nó vô đây hồi nào? Vô bữa hôm kia. Rồi có gặp thằng hai ở nhà không? Có. Té ra đó, con Lê nó có vô đây. Nè, hai, sao mày? Mày thấy con Lê nó rõ ràng rồi. Coi được quá phải không? Mày chịu không mày? Thà chỉ mỉm cười không trả lời. Cai Thôn mới nói tiếp. Bà bái có nói chuyện. Tao coi bộ bà ưa mày lắm à. Hai à. Bà nói bà thấy mày ham lo làm ăn. Bà thương muốn gả con Lê cho mày. Bà gả mà bà không có đòi tiền bạc gì hết trơn á. Lại cho gộp lại một lễ khỏi đám hỏi, khỏi sĩ lời. Nè, cưới vợ mà dễ vậy á, thì cầu mà cưới chứ còn cầu gì nữa mày. Vợ chồng ông Chánh Bái á, là người hiền đức. Tôi thấy con Lê tôi cũng thương. Mà không biết tại sao mà thằng Thà cứ làm thinh hoài, không muốn bước tới. Hôm qua đó tôi có nói chuyện với ông Chánh Bái. Ông nói nếu mà thằng này mà cưới con Lê á, thì qua năm tới á, ông đỡ đầu cho nó làm thôn trưởng liền. Chị Hưng á, có một mình mày à, mà bây giờ chị già rồi. Mày phải lo cưới vợ để lo chăm sóc chị chứ mày cứ bắt chị giữ con rồi lo cơm nước cho mày hoài sao mày? Nè, đồng ý đi mày, chịu đi. Hãy chịu á, tao làm mai tay trong á, xin cưới liền. Tháng này á, đang quẩn cưới phất cho rồi. Sao mày cứ làm thinh hoài vậy mày? Vợ tôi chết chưa giáp năm, cưới vợ khác kỳ quá. Nè, sách lễ có buộc là không có cần thủ tiết với vợ. Vợ còn sống á, mình còn cưới thêm vợ bé được mà. Thì bây giờ vợ chết rồi mình chấp nối liền, ai nói? Chừng nào làm trừng giáp năm cho con vợ mày? Dạ 20 tháng 9. Để coi, hôm nay 12 tháng 8. Còn một tháng 8 ngày nữa, mày á muốn để làm trừng cho nó xong rồi làm đám cưới cũng được. Mà bây giờ á, hai bên á phải tính trước để mà định ngày cưới chứ. Mình cứ kiếm coi để coi hễ qua khỏi 20 tháng 9 rồi á, nếu mà có ngày nào tốt á thì mình cứ chọn trước. Phải chỉ có cuốn lịch á, tôi coi liền bây giờ, coi ngày nào làm đám cưới được. Có mà. Hôm Tết á, nó đi chợ có mua một cuốn lịch để coi mưa, coi nắng và coi giá lúa trồi sụt sao. Con để đâu con, lấy cho chú con coi thử coi. Thà cứ mỉm cười, không chịu mà cũng không cãi, nhưng cũng vâng lời mẹ đi lại bàn thờ lấy cuốn lịch đưa cho Cai Thôn Đâu. Cai Thôn dở lịch ra, nheo mắt coi và lầm bầm. Tháng 9 đây, ngày 20, 21, kỵ giá thú, không được, ngày này không được. 22 sát chủ cực rồi không được kỵ luôn. 23 không kỵ nhưng mà không được. 23 là ngày tam nương. 24 chủ sự bất nghi cũng không được. 25 nghi kết hôn giá thú. Ngày này được nghe. Được. Chọn ngày 25 làm đám cưới là ngon 20 làm tuần rồi 25 làm đám cưới. Sợ gấp quá. Chú coi giùm coi có cái ngày nào xa xa một chút không? Để coi, nếu mà chị không chịu 25 tháng 9, thì để coi, qua tới mùng 4 tháng 10 mới có ngày cưới. Bước xa ngày cúng trần mà bước qua tháng 10, lúc đó cũng hết mưa. Thôi nhất định ngày mùng 4 tháng 10 đi, để tôi về tôi nói lại với vợ chồng ông Bái. Nè, thằng hai, nhớ nghe ông mày. Dạ, để coi lại. Nè, coi cái gì? Cưới vợ làm ông thôn mà chơi đi mày. Chị Hương nè, chị để tôi nấu trước. Rồi bữa nào chị ra chơi, chị giáp mặt vợ chồng ông Bái
nói tiếng nữa là xong. Thế chị ra thì chị cho tôi hai trước để tôi đi với chị. Ừ, để bữa nào trời tối rồi tôi ra. Ừ, thôi tôi đi về nghe. Nè, thằng hai, mai mốt nhớ ra nhà tao chơi mày, rồi tao dắt lại nhà ông bái. Đàn bà người ta còn dám tới nhà mình, bên đàn ông sợ cái gì? Muốn ăn phải lăn vô trong bếp biết không mày? Thà chỉ mỉm cười chứ không nói, cái thôn đâu từ giả mà ra về. Còn nên chơi với hai đứa nhỏ ở nhà dưới, nãy giờ lắng tai nghe chủ khách nói chuyện không sót tiếng nào. Tới chừng khách về rồi nên nghe bà Hương lên tiếng nói. Vợ chồng ông bái mà thương thì dễ quá, vậy mình cứ bước tới, khỏi lo gì hết á. Mùng 4 tháng 10, còn gần 2 tháng nữa thì mình lo kịp mà. Nên không nghe Thà trả lời tiếng nào, lại thấy Thà lấy nón ngựa đội mà đi, không biết là đi đâu. Tới mùng 4 tháng 10, ngày đó cậu hai sẽ cưới vợ, cưới cô Lê, con gái của ông chánh bái, mặt mày trắng tươi, tay chân bóng lưỡng, áo quần tốt đẹp, bộ tướng oai nghiêm. Mình phải kêu người đó bằng mợ hai, hai đứa nhỏ phải kêu bằng dì. Mợ hai sẽ sai khiến mình, sẽ rầy la mình và cũng sẽ đánh hai đứa nhỏ được nữa. Mình ở ăn tiền công thì bà chủ nhà sai mình rầy mình, tự nhiên mình phải chịu. Mà đánh hoặc là rầy con chỉ với thằng đồ, chà cái đó mình làm sao chịu nổi. Mấy tháng nay mình tắm rửa cho giặt quần áo cho tụi nó luôn luôn. Mấy tháng nay mình chăm lo cho tụi nó ăn uống, ngủ yên. Trời lạnh, trời nóng, mình hết lòng săn sóc, không để cho tụi nó bệnh lại mau lớn. Công của mình nhiều quá bây giờ để những người khác đánh hay là rầy hai đứa nó, cái đó không thể nào được. Thà là mình trả hai đứa nhỏ lại cho bà với cậu, rồi mình đi về. Ai muốn làm gì thì làm, mình khỏi thấy, khỏi đau lòng. Chứ ở đây mà nhìn người khác ăn hiếp hai đứa nhỏ, chắc mình tức phải chết. Nghĩ như vậy cho nên đêm hôm đó con nên không ngủ. Nó cứ nằm suy nghĩ hoài, nên nhất định hễ mà hai Thà cưới vợ thì nên không ở nữa, sẽ xin thôi trước ngày rước dâu. Mà nên nhớ lại ông cai thôn với bà Hương nói chuyện cưới cô Lê, thì hai Thà không nói gì hết, chắc là không chịu. Không chịu là tại sợ cô Lê không thương con cậu, hoặc là cậu thương nhớ người vợ trước cho nên không muốn cưới vợ khác. Tuy coi ngày mùng 4 tháng 10 thì cưới, nhưng chưa đi nói, chưa bỏ trầu cao thì chắc gì mà lo. Nghĩ tới đó nên cảm thấy yên lòng. Mấy ngày hôm sau mẹ con bà Hương không nói tới cô Lê nên lại càng thêm vững ý. Lối 25 tháng 8, bà Hương đi ra sớm ở một ngày, tới chiều về bà lên tiếng nói với Thà. Thà, vợ chồng ông ba, ông chánh bái thiệt là tử tế con. Má ra chơi hai ông bà mừng lắm, theo cầm ở ăn cơm, không cho gì. Chú cai thôn nói chuyện thì ông bà chịu hết. Thà nói dễ lắm, nói mùng 4 tháng 10 cưới, làm gộp một lễ cũng chịu luôn. Ủa, sao ông bà dễ vậy má? Thì tại người ta thương con chứ tại sao, khéo hỏi dữ cái thằng. Tại sao mà thương? Sao con nghi quá? Con muốn từ từ để thủng thẳng mình coi lại coi, lập chụp quá sợ mai mốt có gì ăn năn không kịp má. Má đã nói lỡ với người ta rồi, dục dặt sao được? Thì má nói chú cai nói lại có gì đâu khó. Nghe những lời của bà Hương thì nên não nề, trong lòng lạnh ngắt, mà nghe mấy lời của hai Thà thì lòng của nên ấm lại, cũng còn lo ngại ít nhiều. Cách vài bữa sau, Thà nằm trên võng, chỉ với đồ chạy lại đeo hai bên. Thà đưa hai tay ôm hai con, chỉ xây mặt Thà mà hung. Thà biểu đồ cũng hung như vậy, đồ hung Thà thì Thà ôm nó nựng và nói: "Nè, đừng có chứng nha ông con. Ít ngày nữa đó, con có dì ghẻ đó. Nếu mà con chứng á, là dì ghẻ đánh con đó." Nên nghe Thà nói như vậy thì biến sắc. Thôi rồi, cậu hai Thà đã nhất định cưới vợ rồi, cậu sẽ cưới cô Lê. Mình phải xin thôi chứ ở đây làm gì nữa. Trót mấy ngày nên buồn hiu, hễ ngó mặt chỉ hoặc là đồ thì ứa nước mắt. Mỗi bữa cơm nên ngồi lơ lửng, không muốn ăn, muốn nuốt. Ban đêm nằm trăn trở không ngủ được, khi ôm đồ mà hung, khi ngó đồ rồi khóc. Ban ngày hai đứa nhỏ hay giỡn chơi với Nên, mà lúc này thấy Nên buồn cho nên tụi nó cũng không được vui. Bước qua tháng 9 một buổi trưa, bà Hương Bảo đang ngồi ăn trầu, còn hai Thà thì nằm chơi trên bộ ván giữa. Nên bước lại đứng một bên bà Hương và lên tiếng nói. Dạ thưa bà,
Cháu lên ở với bà ngày mùng 9 tháng 11. Đến mùng 9 tới đây là 10 tháng. Hồi mới ở thì cháu hứa cháu ở giúp bà với cậu hai trong 6 tháng mà thôi. Vì thấy nhà đơn chiếc, lại vì cháu mến hai em nhỏ nên mãn 6 tháng rồi mà cháu cũng không nỡ xin thôi. Cháu ráng ở tới ngày nay. Cháu nghe nói bà ngoại cháu lúc này trong mình không có được khỏe. Vậy cháu xin phép bà cho phép cháu thôi đặng về nuôi bà ngoại cháu. Cháu xin thôi trước. Xong nếu mà bà muốn thì cháu ở lại cháu làm tuần cho mợ hai xong rồi cháu về cũng được. Ủa? Sao lại xin thôi? Bộ cô có phiền việc cái gì sao? Dạ thưa không, bà với cậu tử tế quá. Có rầy rạ gì đâu mà tôi phiền. Ủa nếu mà không buồn phiền sao xin thôi? Tôi thôi đặng tôi về tôi nuôi bà ngoại tôi. Bà Tư bà có dâu có cháu nội, thiếu gì người nuôi. Thôi ở rồi. Bây giờ không ở đây rồi mấy đứa nhỏ làm sao? Nên nghe nói thì chỉ đứng cạy móng tay không trả lời. Bà Hương Bảo mới lên tiếng nói. Bà mướn thì bà tính mướn năm. Cái bữa con mới lên bà có nói. Có lẽ tại con chưa biết tánh bà khó hay dễ, hoặc chưa hiểu công việc trong nhà nặng hay nhẹ, cho nên con không chịu ở năm. Con hỏi để ở thử 6 tháng coi rồi sẽ hay. Con ở đủ 6 tháng hôm tháng năm. Bà không thấy con nói gì hết. Bà chắc con chịu ở năm nên bà cũng làm thinh. Nay con lại xin thôi thì con làm cho bà bối rối hết sức. Con thôi rồi á, hai đứa nhỏ làm sao đây? Dạ thưa bà, em chỉ lớn rồi, em chơi một mình được. Còn em đồ bây giờ thì nó cũng đã biết đi, biết nói, nên cũng không có gì khó lắm. Hai em chơi với nhau được, không cần phải có người giữ đâu. Làm sao được, tuy thằng đồ nó trọng, song cũng phải có người coi chừng nó chứ. Dạ thưa thì ít ngày nữa sẽ có mợ hai mà. Dù cho có mợ hai cũng vậy, sắp nhỏ nó chưa quen nên sợ hai đứa nó buồn. Nhất là thằng đồ á, nó ngủ với con mấy tháng nay, nó quen hơi con rồi. Con về á, sợ nó nhớ. Bà tính cho con ở giúp bà luôn, không về nữa chừng mà con xin thôi như vậy. Hay, nếu con không muốn ở lâu á, thôi thì cũng ráng ở giùm cho tới mãn năm rồi sẽ về. Chứ thôi nữa chừng như vậy á, tiền bà khó tính quá. Dạ thưa bà cho con bao nhiêu cũng được hết á. Không có hệ gì đâu bà. Hay là con chê tiền công ít nên con không chịu ở nữa. Con muốn một năm 36 đồng cũng được. Năm ngoái bà có nói hờ với chị Tư rồi. Thưa không, bà với cậu hai thương con thì đủ rồi. Con không có chê tiền công ít nhiều gì đâu. Vậy chứ con muốn cái gì bây giờ? Dạ, cháu xin về đặng nuôi bà ngoại cháu. Cháu về bất tiện cho bà lắm. Dạ, cháu ở cho tới làm tuần xong rồi cháu mới về. Đám tuần rồi bà còn phải lo đám cưới. Dạ thôi, đám cưới còn lâu quá à. Chắc cháu không thể ở tới đó được đâu. Thôi, con nói vậy. Để bà nhắn chị Tư lên, bà nói chuyện với chị coi làm sao. Nên lúc này đi xuống nhà dưới, cặp mắt ướt rượt, hai thà quay sang mẹ và nói, má, con nghĩ chắc nó có cái gì đây nè, má dò ý coi lại coi có gì không vậy. Bữa ngày hôm sau, bà Tư phải lên, bà vẫn mạnh khỏe như thường, bà Hương mới kể chuyện con Nên nó xin thôi, bà Tư mới kêu con Nên ra mà hỏi thì con Nên cũng nhất định thôi. Xong nhưng sẽ hứa là sẽ ở đến làm tuần rồi sẽ về. Cũng như hồi năm ngoái, bà Tư nói bà không nỡ ép cháu bà ở đợ, bởi vì nó lớn rồi, nó muốn ở hay là về thì tự ý nó. Bà Hương không còn cách nào cầm Nên được nữa, cho nên đành phải chịu chứ không biết làm sao. Tự mình xin về chứ không phải là tại chủ thôi mướn. Vậy mà hổm rày Nên xin thôi rồi, tuy cũng làm công việc trong nhà, cũng săn sóc mấy đứa nhỏ như thường, nhưng mà buồn bực chứ không có vui vẻ. Hễ nói
không có nói cười giống như hồi trước nữa. Bà Hương thì cũng buồn, mặc dầu trong đầu của bà bận lo đám làm tuần và đám cưới. Bà buồn vì bà nhớ trong ít ngày nữa thì sẽ không còn có nên. Tuy nó là đứa đi ở cho bà để bà trả tiền công, nhưng bà đã mến cái tính tình, đã coi nó như người trong nhà, như mẹ nuôi của hai đứa cháu nội bà. Còn thà thì cứ làm thinh theo cái tính từ trước đến giờ, dường như không để ý đến chuyện nên xin thôi, cũng không để ý đến chuyện cưới vợ. Cai thôn thì cứ vô thôi thúc biểu phải ra thăm bên vợ một lần, cũng như đi làm rể thì thà nói là mắc lo cúng giáp năm cho vợ để làm tuần xong rồi sẽ tính. Đám làm tuần xong, chiều đến nên thưa với bà Hương sáng bữa hôm sau sẽ về cái nhồi. Bà Hương tính tiền công, nói là nên ở có 10 tháng rưỡi chứ chưa đầy năm, vậy bà trả cho 33 đồng cũng như 11 tháng. Hôm Tết nên có lãnh 10 đồng, bây giờ còn 23 đồng nữa. Bà biểu thà lấy tiền trả cho nên, thà mở tủ lấy 23 đồng, đem lại để trên ván, biểu nên điếm lại. Nên bước lại lấy tiền, nước mắt chảy ròng ròng. Bà Hương không hiểu tại sao nên xin thôi mà lại khóc. Thà bỏ đi ra đằng sau vườn, dường như không muốn nhìn mặt nên nữa. Đêm hôm đó, nên cứ lọ mọ thức hoài, soạn quần áo của hai đứa nhỏ để riêng, còn đồ của nên thì xếp làm một gói, lấy cái khăn cũ gói 23 đồng đút vô trong ở giữa. Hôm đi chợ đặng cúng tuần, nên có mua một cái ve dầu măng mới chưa khui, nên lấy cái ve dầu để theo quần áo của sắp nhỏ, tính để lại để tụi nó có nhức đầu đau bụng thì có sẵn cho chủ thoa cho em. Nên cầm áo quần của mấy đứa nhỏ hửi từ cái, không biết là hửi coi là có hôi hay không, hay là hửi để lấy hơi. Soạn quần áo thì nên khóc, mà đến chừng vô mùng ngủ đêm chót với thằng đồ, nước mắt cũng cứ tiếp tục tuôn dầm về, ướt cả hai tay áo. Nên nói sáng bữa sau nên về, nhưng mà sáng nên cũng quét nhà, cũng rửa mặt thay áo cho hai đứa nhỏ, rồi cũng xách nồi lấy gạo nấu cơm như mỗi bữa. Ăn cơm rồi thì nên cũng chưa về. Bà Hương biết nên bệnh rịnh hai đứa nhỏ, cho nên bà không dám nhắc tới, lại thầm vái trong bụng, cho nên động lòng để mà ở lại săn sóc đám nhỏ. Đến trưa, bà Hương nằm chơi, nhờ gió phất bà ngủ quên, thà đi ra đầu trần không nói đi đâu, nên dắt chỉ với đồ ra sau vườn, ngồi dưới bụi chuối rậm rạp mát mẻ. Hai đứa nhỏ đứng hai bên, nên ôm hai đứa nhỏ vào lòng khóc và lên tiếng nói. Thế nào lát nữa chị cũng xa hai em. Chị thương hai em cũng như là con của chị đẻ vậy á. Nhưng mà chị không ở nuôi hai em nữa được đâu. Chị phải gì ạ? Có lẽ từ rày về sau em không còn thấy mặt chị. Ít bữa nữa hai em sẽ có người khác săn sóc cho hai em. Hai em sẽ kêu người đó là mẹ hoặc là dì, chứ không phải kêu bằng chị như kêu chị đây vậy đâu. Mà mẹ đó đó là mẹ ghẻ, dì đó là dì ghẻ. Chị sợ là họ không thương hai em như chị vậy đâu. Em chi lớn rồi, em phải dễ ăn dễ dạy, đừng có hỗn hào ngang ngạnh, người ta giận người ta đánh đó nghe. Em cũng tập dỗ thằng đồ đi, đừng có để nó chứng lên, người ta ghét, người ta cú, người ta dội nó nghe không. Nên nói tới đó thì khóc mùi mẫn không nói được nữa. Không biết con chị nó có hiểu hết mấy lời nên nói hay không, mà nó cũng khóc tấm tức tấm tưởi. Còn thằng đồ không khóc, nhưng mà nó nhìn trân trân mà cái mặt nó buồn hiu, nên lên tiếng nói tiếp. Mẹ ghẻ có đời nào mà thương con chồng đâu. Lại hai đứa con nhỏ còn khờ dại quá, có biết chiều lòn đâu mà người ta thương được. Tội nghiệp hai em quá. Lúc đó thà đứng núp đằng sau hàng rào phía sau lưng, nên từ hồi nào không biết, nên và hai đứa nhỏ mắt nói chuyện không để ý không biết. Tới chừng nên nói tới đây thì thà bước tới đưa mắt nhìn nên, nét mặt nghiêm nghị và lên tiếng hỏi. Làm gì đây, đang nói gì vậy? Nên giật mình lật đật đứng dậy, nước mắt nước mũi chàm ngoàm, cúi mặt không nhìn thà mà cũng không trả lời, nhưng mà hai tay níu hai đứa nhỏ chặt cứng. Con chỉ lên tiếng nói.
Chị nên chị nói chị về, chị không ở nữa, để mẹ ghẻ nuôi con với thằng Đồ. Con không chịu chị nên về đâu cha. Chị về rồi ai ngủ với thằng Đồ, ai tắm cho con. Con không thèm mẹ ghẻ đâu, con chịu chị nên à. Con không cho chị về, cha biểu chị ở lại đi cha. Thấy cái cảnh nên với hai đứa nhỏ bệnh rịnh nhau, rồi nghe lời con thỏ thẻ yêu cầu, thà cảm động lắm, đến ứa nước mắt. Thà làm thinh đứng ngó nên với hai đứa con một hồi, rồi mạnh dạn nhìn nên và nói, thôi ở lại đi, đừng có về. Ở lại sao được, dầu có ở thì cũng ở thêm 5-3 bữa mà thôi. Chứ thiệt, tôi không thể ở cho tới ngày cậu rước dâu được. Không, không có rước dâu gì nữa hết trơn á. Sao vậy? Đám cưới thì sao? Sao lại không rước dâu? Tại vì sẽ không có cưới ai hết trơn á. Mà nếu tôi cưới vợ thì tôi cưới người nào biết thương con tôi kìa. Thà nói xong quay trở vô trong nhà, nên đứng ngó theo nhìn thà trân trân, rồi lau nước mắt, tay bồng thằng Đồ, tay dắt con chỉ thủng thẳng đi vô cửa nhà dưới. Nên cởi áo cho hai đứa nhỏ để tắm cho tụi nó. Nên nghe ở nhà trên có tiếng bà Hương lên tiếng hỏi thà. Ai nói gì om sòm ngoài sau giường vậy? Dạ con má, con không cho nên về. Nó chịu ở nữa không? Dạ chịu, nhưng mà nếu mà con không cưới vợ thì nó ở lại. Không cưới vợ sao được? Được chứ sao không được má. Để con nói với bà Tư, con cưới nên. Ý, sao vậy? Tại vì con biết rõ đó, chỉ có một mình nên đó, mới thương hai đứa con của con thôi à. Mà hai đứa nó cũng thương nên nữa. Tụi nó thương giống như mẹ ruột vậy đó. Bà Hương ngồi lặng thinh ngơ ngẩn một hồi, rồi bà lên tiếng than. Phải, cưới con nên á thì chắc nó thương sắp nhỏ rồi. Ngặt đã nói lỡ với vợ chồng ông chánh bái, bây giờ biết làm sao đây? Thì mình hồi lại thôi má. Để sáng mai con ra con cắt nghĩa, con nói chuyện với chú cây thôn, rồi con nhờ chú nói lại với vợ chồng ông chánh bái. Má đừng có lo. Con làm sao đó thì làm, chứ thiệt á má khó mở miệng lắm à. Rồi ngày mùng 4 tháng 10 cũng đến. Hai thà làm đám cưới, và đám cưới thì lại cưới cô Nên, cháu ngoại của bà Tư Phải, chứ không phải cưới cô Lê là con của ông chánh bái nhiều. Vì thương con, lo cho phận con, cho nên hai thà đã cưới cô Nên. Vậy mà lúc đó, từ trong xóm mới ra đến cả làng Bình Thành, nhiều người lại lên tiếng dị nghị, cho là thà làm việc trái đời. Kính thưa quý vị vừa nghe đoạn kết của truyện ngắn Hai Kỳ mang tựa đề Hai Thà Cưới Vợ, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh qua phần diễn đọc của Phượng Dung và Nam Phong. Cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị, và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái mến chào.